Dạ. Rồi hai đứa quen nhau làm sao? Dạ thì quen nhau ở quán ba. Trời. Trời đất ơi. Gặp. Quán ba quen trong quán ba con gái không phải quen đâu. Con xin lỗi cô, tự nhiên con bị ngứa mũi thôi, để con đi nấu rồi khác nha cô. Nó phiền. Một chút enzyme ăn cho nó đậm đà. Cô ơi cô, con biết con vụng về, con biết làm nấu nướng này nọ, con sẽ cố gắng tập tành. Đừng gì cái đó mà cô cấm cản con với anh Lộc được không? Tôi đã soạn sẵn, trong đây có điều khoản, lộ trình, quyền lợi hai bên. Anh coi thử coi ok không? Với lại là vì tính chất công việc của mình phức tạp á, mà kéo dài xuyên Tết nữa, cho nên là tôi tính giá hơi cao á nha. Tiền bạc không quan trọng, quan trọng là tính hiệu quả với khả thi thôi. Ok, tôi biết ngay là anh sẽ không tin, cho nên là tôi đã chuẩn bị sẵn. Đây nè, cho anh coi 100 phản hồi của khách hàng gần đây nhất. Anh coi đi nè, toàn tích cực không á. Nhưng mà cái ca của anh đó cũng hơi khó nha. Cho một bài sơ sẩy nha em. Tôi thấy cũng tự tin á, nhưng mà không biết làm việc tới đâu nữa. Anh ơi, vịnh hộ em cái. Rồi. Từ từ nha, đi không quen á coi chừng té. Ủa, chưa về diễn sớm vậy? Sớm cái gì mà sớm, về tới đây là phải diễn rồi. Trời ơi, má anh nó hả cho camera chạy bằng cơm xung quanh. Bây giờ mà anh không diễn chừng nào, mà chưa kể là về nhà anh hả đông như vậy, anh khớp nữa làm sao, phải làm từ bây giờ luôn á. Ờ, vậy bây giờ diễn luôn hả? Ờ. Ờ. Ủa, ok. Nhưng mà mình về bắn gì? Trời, yên tâm, có xe mui trần của thằng bạn tôi nè. Ủa mà nó đâu rồi? Wow. Ê! Ê! Thằng bạn nó khó anh á, mày làm gì vậy? Hốt phân cho heo. Trời ơi, ai mà nói chứ hốt phân, người ta nói dọn vệ sinh. Mà mày dọn vệ sinh mà mày còn làm gì đó? À, cái lá này là tao hái lá đọt choại về ăn chung với bánh xèo ngon lắm. Vừa làm vệ sinh vừa hái lá ăn chắc ngon dữ à. Ê, bạn thân khỏe mày. Khỏe. Ê, đây là bạn thân của tôi. Tên Quân, còn đây là Vi, người yêu tôi. Nói nhiều chi nữa, lên xe tôi chở hai người về. Mua trần đàng hoàng mà. Đi. À. Ủa, còn Security. À. Bảo vệ cái xe này của tôi đó. Rồi, lên ngồi đi. Đây. Lên được không? Ai. Ngồi bên đó, vậy tôi ngồi bên này đi. Cẩn thận nha. Ngồi xe này hơi khó, để tôi vịn cho. Để anh vịn cho em. Trời, sao dạng dữ vậy, ngồi trước mặt ta mà tém tém lại chứ. Đó à. Sao? Ê, chút xíu nữa về tới nhà ăn gì cũng được, mà đừng có ăn lá đọt chọi nha. Ủa sao vậy, hồi nãy mày mới hái mà. Mày ngồi kìa. Ừ, thôi bỏ luôn đi. Lên đường nha. Lên đường. Ngồi chắc vô. Đường. Lên đường. Lên đường. Ba má ơi, con về nè. Dạ. Trời ơi, con trai về, con trai về. Ba má. Trời ơi. Ý da, con, trời ơi, con sao không con? Trời ơi, con đỡ con dậy nha con. Ý da. Trời ơi, đỡ. Con có sao không con? Ba má. Ủa nó dắt ai vậy? Bạn gái nó, tụi nó có bạn gái mà, nhỏ dễ thương dễ sợ. Thấy cái gì đâu mà dễ thương. Đây, em vô. Dạ. Vô nhà. Hello anh. Em gái, lâu quá không gặp. Có đứa em gái được ghê ha. Mê trai dữ à.
Hả? Diễn. Cái gì vậy bà? Cái gì nhìn người ta quá vậy? Cái mặt thì quen quen, mở cầm cổ không có quen. Cái gì? Thôi hứa người ta mà. Vậy đi, hú hồn hú dí à. Chứ lỡ mà cần cổ mà quen nữa chắc chết. Má, má làm gì mà nhìn nhìn Vi dữ vậy? Con á. Dạ. Sao con có bạn gái mà không cho má biết? Thì con mới quen, nhưng mà dù sao con cũng dẫn về cho ba má coi nè. Vậy sao bữa còn chịu đi coi mắt hả? Ủa con đâu đồng ý đâu, má bắt con đi mà. Thôi bà, má bắt nhỏ đi rồi giờ có bạn gái vậy. Dạ, thật ra là lỗi của con. Lẽ ra con nên nghe lời ảnh về ra mắt cô chú sớm hơn. Dạ. Rồi hai đứa quen nhau làm sao? Dạ thì quen nhau ở quán ba. Trời. Trời đất ơi. Gặp. Quán ba quen trong quán ba con gái không có dạ. Đâu. Không phải. Ý của ảnh đó cô, có nghĩa là tụi con gặp nhau ở trước cửa quán ba. Ngày hôm đó là một ngày trời nắng chói chang oi bức. Con đang dắt xe trên đường, bỗng dưng con bị xỉu cái rầm. Anh Lộc đã xuất hiện như một vị thần cứu giúp đời con. Thế là từ đó con đã rung động với ảnh. Đúng rồi. Là buổi trưa đi ngang quán ba rồi xong xỉu rồi thằng Lộc nó cứu con. Dạ. Trời ơi, là cái cổng quán ba thôi bà, chứ không phải là 12 giờ trưa ai đi đi ba bao giờ. Thì nó biết nhau rồi bắt đầu làm quen, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Dạ 8 tháng. Gì đứa 8 đứa 6 là sao hả? Dạ có nghĩa là lúc mà tụi con gặp nhau ở trước cửa quán bar là từ đó tới đây là 8 tháng. Rồi từ lúc mà tụi con chính thức quen nhau tới bây giờ là 6 tháng. Dạ. Dạ đúng là như vậy luôn ạ. Là tụi con có hai tháng tìm hiểu nhau đúng không? Dạ. Là đúng rồi. Nó thằng Lộc thì nó tính như vậy, bé này tính như vậy nó. Trời dễ thương quá nè. Mà phải bạn gái thì không? Trời ơi, bà này bà cứ hỏi cắt cớ hoài vậy. Thì nó dắt về đây là phải bạn gái. Bạn thì bạn gái, nó ra mắt hai mình là bạn gái nó chứ gì. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ, con 26 tuổi. 26. Tuổi tí. Thằng Lộc nhà mình tuổi thân. Thân tí thành tam hợp, kim sinh thủy. Tốt. Tốt đúng không? Coi được tính chuyện đám cưới gì tụi nó luôn bà. Cái gì cưới lẹ vậy? Thì bà nói nhanh lẹ cho nó hả? Bà nói tôi cũng làm theo bà thôi. Cưới vợ cho con chứ phải đi mua bó rau đâu mà. Ra ngoài chợ chụp bó rau đem về nhà. Tôi nói em bữa là tại vì bên nhà gái kia là mình biết rõ. Còn đây đâu có biết gia đình gốc ghé sao. Gia đình con có mấy người, cha mẹ làm gì, anh chị em mấy trai mấy gái. Dạ. Dạ con không có cha mẹ. Con sống ở cô nhi viện, xong rồi lớn lên con tự lập. Từ lúc mà con quen anh Lộc á thì ảnh là người thân duy nhất của con. Dạ. Bà ơi, nó kể cái hoàn cảnh gia đình nó thiệt nghe mà nhói lòng. Con làm nghề gì con sinh sống? Dạ, con là chuyên gia tư vấn tâm lý. Con chuyên giúp cho khách hàng gỡ rối mọi vấn đề khó khăn. Nghề gì nghe rối nùi vậy? Giống như xạo xạo giả giả. Mà cái nghề của người ta như vậy mà. Nhưng mà con làm nghề đó bác cũng mới nghe lần đầu. Thôi thì giờ cũng duyên số thì như là gặp được nhau, như là duyên trời định. Bây giờ về sau nè, con á không phải là có riêng thằng Lộc là người thân đâu. Tương lai sau này cô chú cũng sẽ là người thân của con. Hiểu không? Không có buồn nữa. Rồi tụi con vô rửa tay rửa chân rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi ha. Dạ. Anh Lộc, anh uống đi cho nó mát. Thôi em biết mà, anh về lúc nào anh cũng uống nước dừa sau giường nhà mình á. Nên em qua sớm em đợi, ông ngoài em chặt sẵn cho anh á. Ừ, phiền em quá. Dừa nhà tôi ngon lắm á, uống thử đi. Ngọt nữa.
ơi, ngon thiệt luôn á. Ừ, mang vô trong kia uống luôn. Không uống à? Đi, đi, cầm áo. Thôi đi, 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 đi vô nghỉ ngơi, vô ngồi. Ngồi đây hỏi nữa đó. Anh Lộc, anh ơi. Qua ơi, bưng nồi chè ra Qua ơi. Dạ. Trời đất, coi kìa. Nấu bếp mà mặc đồ vậy đó. Hồi xưa đặt tên nồi niêu son chảo còn xài được. Cái này đặt qua để chân không à, không làm gì được chứ. Được sao không được mom. Ủa con. Dạ. Lộc nó đi khi nào về? Dạ. Ảnh đi với anh Quân đi câu cá xong rồi còn qua nhà cô Lành trà bộ lưu rồi mới về á cô. Vậy hả? Dạ. Con xin lỗi cô, tự nhiên con bị ngứa mũi thôi, để con đi nấu rồi khác nha cô. Nó phiền. Một chút enzyme ăn cho nó đậm đà. Thôi để con đi làm lại nha cô. Thôi được rồi, để đó cô lo. Ủa? Dạ, con chào cô. Con chào chị Vy. Hôm nay ở nhà hả em? Hello chị. Thôi con qua mừng quá à. Vô phụ cô nấu đồ chè. Dạ. Ở đây chú Mốt không có ở nhà hả cô? Ừ, ổng đi đâu rồi? Để em nấu lại nồi chè mà. Alo? Cái gì? Bà thấy ổng hả? Ổng án tư tình hả? Rồi, để đó tôi qua xử. Đang dạ. Ổng án tư tình. Đi theo cô, đi theo cô. Dạ. Mom! Cẩn thận á Mom. Cô ơi, chờ con với. Ủa là sao vậy? Chuyện thường ngày á mà. Mom của em á, giao thiệp với mấy cái bà trong xóm nè. Hễ mà gặp ba em đâu á là mấy bà gọi điện báo với mom em, để mom em ghen lên vậy đó. Vậy mốt em có bắt chước má em vậy không? Thì cũng đang tìm đối tượng để ghen. Anh chị ngồi chơi nha. Ừ. Nói gì vui vậy? Dâu cười vậy? Cái nồi chè này á, nãy á tôi lỡ hắt xì vô và phải đi nấu lại nè. Ừ, chúc mừng nha. Thôi anh phụ tôi đi. Biết gì đâu phụ. Thì không biết tôi chỉ cho. Đi. Mang này đi luôn không? Ừ, mang theo luôn. Lần đầu tiên thấy gái chụp hình mà tự sướng với nhang luôn á. Ờ, lạ mà. Ê. Em, tí nữa nhậu. Ủa, nhậu hả? Nhậu cái gì vậy? Xe tay, tôi cho việc. Hôm nay mồi này bất ngờ lắm mà. Trời ơi, cái ghê gì vậy? Biết gì vậy? Biết tôi xin cái này khó lắm mà ông xin của ông Tư làm xiếc đó. Ghê quá, mang đi. Ghê tôi cái sợ gì? Sợ mấy con mà bò này lắm. Này có cái gì đâu mà sợ, chú Tư chú làm xiếc, chú sợ rắn không nuốt rắn được mà lương chú nuốt được. Ê quỷ, mày lấy đồ ta nuốt rồi sao ăn? Hùng hai luôn nè, chú nuốt mày. Ờ đúng rồi. Ê không, con này nó hiền khô à? Tránh ra nha, tránh xa tôi ra nha. Nó lại gần tôi á. Không, mày lại gần tôi. Cái gì vậy? Ghê quá. Cái gì sợ? Sợ thiệt hả? Ồ thôi vậy không giỡn nữa. Thôi không sao. Không ăn cũng được. Không sao. Trời ơi, tao quên. Ui. Con. Chưa tỉnh à? Chưa. Tí cho nó uống nước đường. Dạ. Mà má thấy nhỏ này làm dâu nhà mình không có được đâu. Thấy không biết làm gì hết trơn. Mà tự nhiên sao nhìn cái thấy con Lương thôi mà xỉu vậy? Thì cổ là dân thành phố, thấy con Lương xỉu là chuyện bình thường mà má. Má không có ác cảm với người thành phố, nhưng mà má thấy là không có hợp. Nhà mình ai cũng thích ăn Lương, nhất là ba con. Mà giờ tự nhiên cưới dâu về, dâu không chịu con Lương. Rồi không lẽ không bao giờ nhà mình được ăn Lương. Mà mới thấy con Lương xỉu là má biết có điềm rồi.
Điềm gì nữa má, má lại mê tín nữa rồi. Con không tin, nhưng mà má tin. Má nhìn là má biết không hợp với con, không hợp với gia đình mình đâu. Con ơi cô, con biết con vụng về, con biết làm nấu nướng này nọ, con sẽ cố gắng tập tành. Với lại con đâu ghét con Lương đâu, con thích con Lương lắm, con thích con Lương lắm luôn á. Mà tại vì bữa nay con bị say nắng cho nên con xỉu á, cô hiểu lầm con rồi. Cô đừng gì cái đó mà cô cấm cản con với anh Lộc được không? Đừng uống này, đừng uống. Cái gì vậy? Dạ. Uống miếng nước đường đi. Cô cũng gan thiệt á. Sao cô mạnh miệng vậy? Dám nói với má tôi vậy luôn. Lỡ má tôi bắt cô làm thịt Lương luôn thì sao? Chuyện của tôi tự biết lo. Tôi có trách nhiệm với công việc lắm, anh đừng có lo. Nhưng mà mai mốt á, là má tôi còn làm khó cô dữ nữa hơn á. Thì công việc nào cũng có khó khăn mà. Tôi làm việc này cũng có tiền, chứ đâu phải là chịu đựng mà không có gì đâu. Mà nếu anh cảm thấy xót cho tôi á thì... Không có rồi ha. Uống nước đường đi. Thấy sao con? Dạ ngon quá. Nó không phải khoe chứ, cái món này là món tủ của vợ chú đó. Cái món này là đích thân vợ chú vô làm cho con ăn đó, đặc sản chứ không phải chơi đâu. Ở nhà này ai cũng thích ăn Lương hết trơn á. Món này ngon quá. Thôi để con ăn hết cho. Ê thằng vô duyên mày. Dạ. Thằng này càng lớn càng vô duyên. Trời ơi, ở nhà cái món Lương này ba còn chưa ăn, má còn chưa ăn, qua chưa ăn miếng nữa mà mày dành ăn hết vậy? Trời ơi ba ơi, thì ở thành phố con có được ăn món này đâu, lâu lâu mới được ăn món má nấu mà. Má. Đúng rồi, nhường cho con ăn hết đi. Để anh hai ăn đi ba. Bình thường ở nhà hả, tôi cũng nấu cho ông ăn suốt, hôm qua bữa mới ăn rồi. Vậy hả? Ăn món đặc sản, cái món gà này nè. Món gà này gà vườn đó, ngon lắm. Của bà Tư Tình. Thôi đứa nào ăn thì ăn chứ gì đâu. Rồi cắn có một miếng Lương rồi không ăn đi, ngồi cười hoài vậy Vy? Dạ tại con không có ba mẹ, con thấy mọi người ngồi ăn cơm gia đình với nhau vui quá à. Tự nhiên con thấy con cũng ấm áp lây luôn vậy. Trời sao diễn hay dữ ta. Nó mồ côi đó. Ê thằng này. Dạ. Mày lãnh cảm hả? Dạ. Tự nhiên nó muốn được ấm áp gia đình thì cho bạn gái mày một miếng ấm áp, gấp đồ ăn cho nó đi. Cho miếng ớt nè, ấm ăn vô ấm. Trời ơi con này thiệt là. Nè em ăn đi. Đây nè, chú gấp cho. Dạ. Một miếng gà. Dạ. Ba cho nó một miếng ấm áp đi. Con ăn đi con. Dạ dạ con cảm ơn cô. Cá nhớ dễ thương nha. Trời ơi nhìn cái chén của nó hả. Trời ơi đồ ăn còn nhiều hơn cơm nữa trời. Có con nhỏ này vô nhà mình bữa cơm vui hẳn.